Xin chào các anh chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì là thời điểm giữa tháng 12 rồi, cũng là gần đến hết hạn giảm giá trước bạ. Thì em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về cập nhật giá bán của thời điểm rất là nóng này, thời điểm vàng để cho lấy những chiếc xe lắp ráp trong nước. Và trước mắt chúng ta đây là phiên bản Toyota Avanza. Thì Toyota Avanza thị trường Việt Nam có hai phiên bản là phiên bản số sàn và phiên bản số tự động. Và trước mắt chúng ta là phiên bản số tự động màu trắng. Còn giá của các phiên bản lượt như sau: ở thời điểm tháng 12 năm 2023 thì bên em cũng đang còn sẵn màu trắng và màu đen. Còn nếu anh chị muốn lấy màu bạc hoặc màu bạc ảnh tím thì liên hệ em, có thể là xếp cái lịch xe cho anh chị. Còn giá bán ở thời điểm cuối tháng 12 là như sau: giá cho phiên bản số sàn thì giá niêm yết là 558 triệu và hiện tại bên em đang giảm là 40 triệu tiền mặt cho anh chị, và tặng anh chị gói bảo hiểm thân vỏ 1 năm và gói phụ kiện chính hãng nữa. Thì với cái ưu đãi bên trên thì cái giá lăn bánh của chiếc xe Toyota Avanza phiên bản số sàn này chỉ còn là 551 triệu thôi, có nghĩa là rẻ hơn 6-7 triệu so với giá niêm yết. Còn phiên bản thứ hai, phiên bản trước mắt chúng ta đây, phiên bản này thì bán chạy hơn bởi vì đa số bây giờ nhu cầu sẽ là lấy phiên bản số tự động, thì có giá niêm yết là 598 triệu và hiện tại thì bên em đang giảm cho phiên bản số tự động này là 51 triệu tiền mặt, tặng anh chị bảo hiểm thân vỏ 1 năm và gói phụ kiện chính hãng. Thì với những cái ưu đãi bên trên thì phiên bản số tự động này chỉ cần chuẩn bị giúp em là 582 triệu, có nghĩa là rẻ hơn đến là 16 triệu so với giá niêm yết. Thì với cái mức chênh lệch giữa hai phiên bản số sàn và số tự động như thế này thì em nghĩ là anh chị nên là lấy phiên bản số tự động thì chạy nó sẽ nhàn hơn, mà cái mức độ tiêu thụ nhiên liệu của nó cũng phiên bản tự động bây giờ cái hộp số được tối ưu rất nhiều rồi, chỉ phải 5,8 lít trên 100 cây thôi. Và nếu anh chị nào quan tâm đến trả góp thì phiên bản số sàn thì anh chị chỉ cần chuẩn bị giúp em số tiền khoảng 137 triệu, và phiên bản số tự động thì giúp em số tiền khoảng 144 triệu. Nếu anh chị có nhu cầu là vay nhiều hơn thì có thể là báo em, thì em sẽ cân đối cho anh chị về cái tài chính làm sao nó hợp lý nhất. Còn vừa rồi là về giá bán của hai phiên bản Toyota Avanza, thì tiếp theo em sẽ giới thiệu cho anh chị về chiếc xe Toyota Avanza này có gì. Thì hai phiên bản số sàn và số tự động nó đều có kích thước động cơ khung gầm và ngoại hình nó tương tự như nhau. Ở phần đầu xe thì cũng đều được trang bị là cụm đèn full LED này, cụm đèn full LED chìa khoang. Phía bên dưới của nó là cụm đèn phá sương, hay còn gọi đèn sương mù. Hai phiên bản thì đều có cái cụm đèn như nhau. Chiều dài tổng thể của xe nó rơi khoảng gần 4m4. Tuy nhiên là được tối ưu rất nhiều về các cái khoang động cơ cũng như là khoang hành khách bên trong, là ngồi cả ba hàng ghế cũng khá rộng rãi. La răng thì cả hai phiên bản đều như nhau, là đều được sử dụng la răng dạng phay xước như thế này. Gương có cụm mở tự động và có điều chỉnh gương điện. Tuy nhiên là ở phiên bản cao cấp ấy, anh chị thấy là phiên bản bản máy tự động này thì sẽ có cảnh báo điểm mù trên gương và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi. Xe này thì đã được trang bị là chìa khóa thông minh cả phiên bản. Ở phần đuôi xe anh chị thấy chiếc xe này thì thiết kế cũng khá là giống đàn anh là Avanza, nhưng mà nó sẽ thiếu một vài cái chi tiết mạng chrome để làm điểm nhấn cho xe thôi. Ở phía phần đuôi xe thì sẽ có hai cảm biến phía sau. Đèn hậu của xe thì cũng được sử dụng là đèn full LED anh chị ạ. Em sẽ giới thiệu phần nội thất cho anh chị xem nhé. Phần nội thất của xe thì được trang bị theo đa số là màu đen pha với một chút màu nâu ánh đồng ở trên ghế. Và ở từ các cái phần bên trái qua bên phải thì sẽ có là ở đây có là một bộ điều chỉnh cửa kính này, có điều chỉnh gương, điều chỉnh lòng gương. Ghế thì là điều chỉnh cơ anh chị ạ. Hai bên ghế thì là dùng ghế nỉ. Tuy nhiên là để xử lý răng ghế da hoặc là anh chị chạy gia đình thì để ghế nỉ này sẽ vẫn là ok. Đèn nổ thông minh đấy ạ. Xe này ở cả hai phiên bản thì đều được dùng một cái màn hình rất là lớn, kích thước rất là lớn và đẹp. Ở phiên trên cái tay lái của xe Avanza này thì được trang bị các cái cụm chức năng, như ở bên này thì sẽ điều chỉnh về chức năng giải trí này, qua bài, tăng giảm âm lượng, chọn các chế độ âm thanh, và ở đây là sẽ chọn để điều chỉnh cái màn hình ở phía trong xe, màn hình ở phía bên trong này, màn hình đa thông tin, có điều chỉnh được, tính được mức tiêu thụ nhiên liệu, số km còn đi được, kiểm soát hành trình cũng như là xem là kiểm soát các cái thông tin của xe.
nút nghe gọi, ra lệnh giọng nói và điều chỉnh các cái hành trình, đo hành trình. Về cụm màn hình này thì có Android Auto và Apple CarPlay luôn anh chị nhá. Khi anh mình cắm kết nối với cả điện thoại hoặc là Android Box thì mình sẽ dùng được rất nhiều tính năng mới ở trên này, như là bản đồ hay là xem YouTube. Còn ở phía dưới là cụm điều hòa của xe. Cụm điều hòa của xe thì điều hòa cơ, mặt điều chỉnh là điều chỉnh điện. Tuy nhiên là cái xe Avanza nói riêng và các dòng xe của Toyota nói chung thì có điều hòa rất là mát và có cả dàn lạnh ở hàng ghế thứ hai cho anh chị, giống như là xe Veloz. Các cái phím chức năng thì có tăng giảm gió này, tăng giảm nhiệt độ, tắt sấy kính trước, thổi kính sau, các chế độ gió, lấy gió trong gió ngoài, và có chế độ đặc biệt ở đây là rất hữu hiệu ở thị trường Việt Nam khi mà mình sử dụng ở trong mùa hè, nó chế độ mắc cool. Khi mà anh chị bật mắc cool lên thì nó sẽ bật tối đa công suất điều hòa, làm cho cái nhiệt độ trong xe mát rất là nhanh. Phía bên dưới đây sẽ là cảnh báo thắt dây an toàn cho hàng ghế thứ hai. Cần số và hộp số có bệ tì tay anh chị nhá. Và một cái đặc biệt nữa là cái hàng ghế của xe Avanza rất là linh hoạt. Thứ nhất là anh chị có thể để ba hàng ghế như thế này, hoặc nếu anh chị đi mà có trẻ nhỏ hoặc là có người lớn ở đằng sau mà muốn nghỉ ngơi ấy, anh chị có thể ngả hàng ghế thứ hai xuống thành sang chế độ ghế sofa, thì khi đấy là mình ghế thứ hai và ghế thứ ba mình sẽ liền với nhau, nó gần như một chiếc giường, một chiếc sofa ở trên xe luôn. Và cái chế độ thứ ba là mình có thể gập cả ba hàng ghế xuống, cả hai hàng ghế phía đằng sau xuống, thì mình sẽ tối đa được cái dung tích cốp, mình có thể chứa rất là nhiều đồ. Em sẽ mở cửa hàng ghế thứ hai cho chị xem nhé. Đây là hàng ghế thứ hai của xe. Và hàng ghế thứ ba có thể là gập mở rất linh hoạt, mở một bên hoặc hai bên. Thì vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán cũng như giới thiệu cho anh chị về chi tiết chiếc xe Toyota Avanza. Nếu anh chị nào cần em tư vấn thêm về các vấn đề khác về xe, vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Em vui lòng hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.